Nếu ăn ở nhà sẽ không có thịt, không có rau, chỉ có mèn mén, món ăn được chế biến từ hạt ngô tẻ. Còn đến trường không chỉ có cơm trắng mà còn được ăn thịt cùng các loại củ quả khác nhau. Chính vì thế mà 100% trẻ em được thụ hưởng bữa ăn miễn phí nằm trong dự án đều chăm chỉ tới trường và tăng cường thể trạng. Đây là minh chứng sinh động cho thấy những kết quả dự án Cùng Em Khôn Lớn do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và nhà bảo trợ triển khai tại các điểm trường xa xôi của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng trong 3 năm qua. Giang Thị Chay là đứa con thứ 6 của gia đình người đàn ông dân tộc Hơ Mông này. Trước đây, con anh thường nghỉ học ở nhà chơi với các anh chị. Những đứa lớn cũng không tới trường nên đều không biết chữ. Từ khi có bữa ăn miễn phí tại trường, cô con gái của anh luôn hào hứng với mỗi ngày đến lớp. Cô tôi vẫn thích đi học đầy đủ, ngày nào cũng phải đi đến trường để học. Nhà trường vẫn hỗ trợ nữa ăn cho cô đầy đủ. Không chỉ có bữa ăn trưa mà những đứa trẻ ở hai điểm trường Khâu Non, Nà Ó của trường mầm non Thạch Lâm còn có thêm một bữa ăn chiều. Các bữa ăn cân bằng dinh dưỡng với rau củ quả và thịt lợn, thịt gà, cá, giò cùng một bữa phụ là mì, cháo hoặc phở bổ sung vào buổi chiều đã được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và các nhà bảo trợ cung cấp miễn phí cho các em trong suốt năm vừa qua. Từ khi mà có cái chương trình được ăn, được nhà tài trợ cho bữa ăn cơm trưa này, đấy thì con được đi học là rất là vui. Đấy, sáng sớm ra là nhớ là đi học rồi. Theo báo cáo của trường mầm non Thạch Lâm, nhờ những bữa ăn bán trú dinh dưỡng, 100% trẻ đi học đầy đủ và rất háo hức khi được đến trường mỗi ngày. Từ ngày triển khai bữa ăn miễn phí, 97 trẻ tại hai điểm trường xa xôi này đi học đều đặn mỗi ngày, đồng thời cải thiện cả về thể lực và trí tuệ. Từ khi được ăn bữa ăn bán trú miễn phí thì tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ được giảm. Đầu năm ấy, thì trẻ có hơn 40 trẻ là suy dinh dưỡng, nhưng mà hiện tại là đến cuối năm thì cũng đã giảm rất nhiều và còn hơn 10 trẻ thôi. Trước đó, do điều kiện bữa ăn chưa đảm bảo dinh dưỡng nên 100% học sinh mầm non tại đây gặp phải tình trạng thấp còi, nhẹ cân và tỷ lệ bỏ học buổi chiều của học sinh lên tới 80%. Do vậy, những bữa ăn bán trú của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và các nhà hảo tâm đã giúp cải thiện dinh dưỡng, nâng bước các bạn nhỏ đến trường trong 3 năm học vừa qua. Sau một quá trình triển khai thì chúng tôi cũng nhận thấy là các em học sinh ở đây 100% là đi học đầy đủ. Tình trạng thể chất của các em được cải thiện về chiều cao cũng như là về cân nặng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với các em trong những năm tiếp theo. Hôm nay là buổi bế giảng năm học, chị Giàng Thị Mì đến đón cậu con trai tại trường. 9 tháng qua, cậu bé Vàng Mí Phung không bỏ học buổi nào. Cậu cũng vừa được ra khỏi danh sách suy dinh dưỡng nhờ bữa ăn của tình yêu thương. Mỗi ngày không được cân gì ăn, chỉ ăn mềm mén thôi. Ở nhà không có rau gì à, ăn để học có gạo này, có rau này, có thịt này. Cô đi nhá.